birthday was mentioned again by the Vietnam Buddhist Sangha in the latest dispatch. Content published in Tuoi Tre newspaper. They posted that this man is not a Buddhist monk, does not practice, and is not affiliated with any temple or monastic institution of the Vietnam Buddhist Sangha. They were wrong, you know. We don't need to join any organizations or clubs to define who we are. It's what we do, how those around us perceive us, that ultimately determines who we are and what role we play in society. Similarly, to determine whether Thich Minh Tuesday is a monk or not, we must observe his actions and behavior. And a little secret, Thich Minh Tuesday embarked on a cross-country walk many years ago. Xin chào anh chị em của chúng ta. Thì trên cái đoạn video ngắn của báo chí nước ngoài, họ nhìn nhận về vấn đề cái hiện tượng hay gọi là trường hợp của thầy Thích Minh Tuệ. Thì tôi xin chuyển dẫn lại những cái ý của trên đoạn video đó dành cho những ông bà chị em mà mình không có nghe được. Thì đại để là họ sẽ nói như thế này. Thì cái trường hợp của thầy Thích Minh Tuệ thì đã bị cái Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra một cái trường hợp ra, tức là ra cái văn bản và khẳng định thầy Thích Minh Tuệ không phải là tu sĩ, không có quá trình thực hành và cũng như không thuộc về một cái gọi là tu viện nào. Hoàn toàn là như vậy đó ha, không thuộc về một cái tu viện nào ở trong nước. Cho nên là họ khẳng định như vậy, khẳng định cái vai trò là không phải là tu sĩ. Vì không phải tu sĩ là bởi vì không có quá trình thực hành và cũng như không có thuộc vào một cái tu viện thuộc về Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đó là cái ý của họ. Thì mình phải nhìn nhận cái vấn đề này nè. Là họ cũng nói luôn là cái vấn đề á, là quan điểm của cái người nước ngoài họ thoáng lắm. Họ nói cái ý thứ hai là chúng ta ở đây tất cả mọi người thôi, không cần phải thuộc về một cái tổ chức organization hay một cái club, một cái câu lạc bộ nào hết trơn á. Chúng ta không cần phải như vậy. Thì cái quan trọng là gì? Cái vấn đề là chúng ta, cái action đó, cái hành động chúng ta làm, và những cái người xung quanh sẽ nhìn chúng ta qua cái cách hành xử của chúng ta đó, thì sẽ quyết định, sẽ xác định, sẽ quyết định được chúng ta là ai và chúng ta có vai trò gì trong cái xã hội, là cái ý thứ hai ở trong đoạn video họ nói. Thì ý thứ ba họ nói như thế này, thì tương tự trường hợp của thầy Thích Minh Tuệ cũng vậy ha. Thì chúng ta sẽ nhìn cái cách mà hành xử, cái cách ứng xử, cái cách vận hành trên cái con đường tu tập của thầy Minh Tuệ đó, thì cho chúng ta biết thầy Minh Tuệ là ai, đúng không? Và như vậy thì ba cái ý chính đó họ mới truyền tải cái thông điệp cho chúng ta hiểu là như vậy. Và họ cũng ca ngợi thầy Thích Minh Tuệ lấy cái ý thứ tư, là cho rằng thầy Minh Tuệ là người đã có thực hành về pháp môn đi cross, đi xuyên cái đi xuyên Việt đó trong nhiều năm. Họ cũng nhìn nhận, ghi nhận cái đóng góp trên cái con đường tu tập của thầy Minh Tuệ. Như vậy trong cái đoạn video đó nó có bốn ý mà tôi muốn dẫn giải lại cho quý vị ông bà chị em mình hiểu được. Báo chí Việt Nam họ cũng khẳng định là Giáo hội Phật giáo Việt Nam sai. Ví và quý vị anh chị em mình có nghe không? Họ nói là they wrong. Wrong có nghĩa là cái vấn đề mà đưa ra cái quyết định, cái văn bản đó nhìn nhận về trường hợp thầy Thích Minh Tuệ là sai. Như vậy thì trên toàn diện bốn ý đó gộp chung lại, cái quyết định cuối cùng họ nhìn nhận cái vấn đề mà ra một cái văn bản về trường hợp của thầy Thích Minh Tuệ là một cái trường hợp, cái văn bản đó là mang tính chất là sai. Đây là nguyên cái nội dung mà tôi chuyển tải lại cái thông điệp này từ cái nhìn nhận khách quan hơn của người nước ngoài. Họ không thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam, họ không có ghét bỏ gì Giáo hội Việt Nam hết, nhưng mà họ nhìn trên một cái góc độ về tôn giáo độc lập. Vì đối với bạn biết rồi, ở nước ngoài đa số là họ phương Tây, thì họ theo những cái đạo khác, trong đó là Thiên Chúa giáo, đúng không, Công giáo, cho nên họ nhìn về cái vấn đề là tương quan hỗ trợ giữa các cái đạo giáo, thì họ nhìn như vậy. Mong quý Giáo hội Phật giáo Việt Nam phải nghe được những cái đoạn video này để mình xem lại những cái văn bản của mình nó có tính khả thi không, nó có mang tính chất là humanity, tức là cái sự nhân đạo ở trong đây hay không, và cái mình làm như vậy nó right or wrong, tức là đúng hay sai. Thì
ở đây trong một cái đất nước, một cái thế giới phát triển, an thịnh, chúng ta phải làm việc, không phải là độc lập một mình chúng ta nữa, mà chúng ta phải làm việc, phải biết lắng nghe. Chúng ta có một cái miệng để chúng ta nói, nhưng chúng ta sẽ có hai lỗ tai để chúng ta nghe, nghe những điều tốt đẹp, nghe những gì người ta đóng góp, chứ chúng ta đừng có bảo thủ và chúng ta làm theo cái ý muốn chúng ta. Như vậy thì nó sẽ không có sự phát triển cho tôn giáo cũng như là sự nhìn nhận khách quan hơn. Sẵn đây thì video này của tôi cũng nói luôn, có những cái comment kêu rằng là thầy Minh Tuệ nên ở ẩn đi, trốn chỗ nào đi, vô một cái hang cùng ngõ hẻm nào đó đi, đừng có làm trường mặt đi bộ như vậy, sẽ ảnh hưởng vào cái vấn đề công cộng giao thông. Cái vấn đề này tu là phải là ẩn nấp, tu là phải vô gấp kẹt xó cây. Tôi nghĩ rằng những cái comment như vậy nó không có tầm nhìn, nó không có open mind, không có mở rộng cái hoặc không good heart, không có mang tính chất là cái con tim tình bác ái đâu. Mà bạn phải biết rằng khi tu thì đâu có nghĩa là phải tránh né. Khi họ đang đối diện với cái cuộc sống hiện tại, cái thế gian hiện tại, nhưng họ biết họ buông bỏ được, họ thoát khỏi những cái tham sân si, những cái cám dỗ đời thường, mà họ vượt lên được chính bản thân họ, thì cái đó gọi là tu đó. Chứ không có phải là vô một cái ngai vàng, ngồi trong đó chễm chệ, nói những lời sầm xí, mà nói những cái điều hoặc là những điều tốt đẹp theo cái kiểu là lý thuyết, mình gọi là lý thuyết, tức là gọi là giảng bằng cách gọi là thuyết pháp đó. Nói thì dễ, nhưng vấn đề thực hành mới là khó. Như vậy thì thầy Minh Tuệ đã là có một quá trình thực hành rất là tuyệt vời, đúng không? Chứ còn nếu mà một ông sư, một ông thầy chùa mà nói, thì tôi nghĩ rằng coi sách mà nói nó dễ dàng lắm, ai nói cũng được, bản thân cho tôi lên tôi nói cũng được nữa đó. Nói không có phải là dễ khó, mà chúng ta thực hành, thầy thực hành như vậy mới là một vấn đề tôi rất là ngưỡng mộ thầy. Cái điều thứ hai là một số quan điểm đó, là gì, cho rằng cái việc đi tu là thất bại trên cái công danh sự nghiệp, thất bại trên đường tình, thất bại trong một chuyện mới đi vào con đường tu hành. Tôi nói cho bạn nghe, dù tu hành ở tôn giáo nào đi nữa, cái đó là cái ơn gọi, là cái duyên lành, chứ không phải đi tu như bạn nghĩ là theo cái câu chuyện Lan Ngày Điệp, bạn đưa vào cái câu chuyện Lan Điệp, bạn nói là đó là đi tu do thất tình. Không phải, tôi không biết bên đạo Phật, nhưng mà bên đạo Công giáo đi tu là do ơn gọi. Có những người đang trong tu hành 8 đến 10 năm, 12 năm giữa con đường tu hành ấy, nó có một năm thứ cuối cùng, gần năm cuối cùng, trong 4 năm đầu và 4 năm sau, cái năm cuối cùng của cái năm thứ hai đó, có một cái quá trình về xếp xứ, như vậy phải thử thách, thì như vậy mình có vượt được cám dỗ hay không. Cho nên có những trường hợp mà trong quá trình làm thầy cũng phải xuất tu, hay là thậm chí có những trường hợp là đã là thủ phong linh mục cũng phải xuất tu. Đó là trường hợp người ta đã hết ân gọi. Và bạn phải biết rằng tất cả những tu sĩ chúng tôi hay là những linh mục vân vân, khi mà đi tu thì đa số tốt nghiệp của những cái trường từ đại học, cao đẳng vân vân, chứ không phải là một người không có kiến thức trình độ. Và nhiều khi xuất thân của những người mà tu sĩ Công giáo, hay tôi không biết bên Phật giáo thế nào, thì đó là những cái bậc mà gọi là gì, bác sĩ, là kỹ sư, là giáo viên, là luật sư, nhạc sĩ, có đầy đủ. Cho nên đó, chính vì vậy mà có những cái bài nhạc mà do những nhạc sĩ linh mục họ sáng tác rất là tuyệt vời đó. Thì nên bạn được có bao giờ nhìn nhận những người đi tu, tôi nói là khách quan nha, xấu xí, là yếu kém, là thất thế, không có. Chỉ trừ khi bạn xác định chính xác cái vị tu hành đó là không có năng lực, là luồn lách, là không có bằng cấp, là thế này, là thế nọ, là giảng những cái điều sàm xí, những cái điều nhăn cụi đó, đúng không? Còn nếu mà một vị chân tu đó có học thức, có trình độ, thì chúng ta đáng trân trọng, đúng không? Nhưng mà tiếc thay rằng tất cả nhiều cái sàm tăng hiện nay đã làm cho mọi người nhìn nhận vào cái vấn đề và đưa ra một cái khái niệm giống như là mặc định như vậy thì cũng chưa là chính xác, đúng không? Cho nên là gì, chúng ta phải nhìn ở một cái góc độ là tương quan, có sự suy xét hai chiều, chứ không phải nhìn ở một góc độ một chiều. Những ông sầm tăng, ông nói những cái điều ma mị, chúng ta lên án, chúng ta trừ khử, tiêu trừ những cái điều mà không có đúng đó, để chúng ta phát triển trong một cộng đồng sẽ được khỏe mạnh về thể xác và tinh thần, chúng ta được tự do tín ngưỡng, chúng ta được thoải mái trong cái vấn đề tín ngưỡng. Tuy nhiên, những ông nào mà làm sai, những ông nào nói bậy thì cần có ban trị sự của Giáo hội Phật giáo xử lý, cũng như là chúng ta sẽ không có đi theo những cái mê tín.